Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến với 7 điểm cầu huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, sơ kết 2 năm triển khai thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, gọi tắt là đề án 06, đánh giá kết quả thực hiện về việc triển khai đề án 06 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, gọi tắt là kế hoạch phối hợp số 07 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Sau 2 năm thực hiện đề án 06, Bạc Liêu đã đạt được các mục tiêu cơ bản như nhận thức hành động của các cấp, các ngành và nhân dân về chuyển đổi số nói chung, thực hiện đề án 06 nói riêng có sự chuyển biến tích cực, niềm tin vào thành công của chuyển đổi số quốc gia được nâng lên. Nhiều tiện ích từ dữ liệu dân cư, căn cước công dân, định danh điện tử được cung cấp và người dân đã được thụ hưởng như khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế bằng thẻ căn cước công dân, sử dụng hóa đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, tài chính ngân hàng. Một số dịch vụ công thiết yếu được triển khai thực hiện. Số lượng chất lượng các dịch vụ công cung cấp trên môi trường điện tử được nâng lên, tạo điều kiện thuận lợi, cắt giảm thời gian chi phí cho người dân doanh nghiệp khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Triển khai 17 trên 44 mô hình điểm trong thực hiện đề án 06 của chính phủ, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Những kết quả đó đã góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, việc chuyển đổi số nói chung, thực hiện đề án 06 nói riêng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu còn nhiều hạn chế. Trong đó, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh còn nhiều tính năng chưa đáp ứng, dẫn đến chất lượng cũng như tiến độ triển khai các nội dung theo kế hoạch số 07 còn chậm. Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức cá nhân trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh chưa được xây dựng, chưa thực hiện kịp thời yêu cầu chỉ đạo của chính phủ. Hệ thống công nghệ thông tin tiếp nhận giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính chưa đồng bộ, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến có phát sinh còn rất thấp. Bộ phận một cửa các cấp chưa tổ chức thực hiện số hóa hồ sơ trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Văn Thiều nhấn mạnh, đề án 06 của chính phủ không phải là nhiệm vụ riêng của ngành công an mà là nhiệm vụ chung của các cấp, các ngành và ngành nào, địa phương nào cũng phải triển khai thực hiện quyết liệt. Trong đó, Sở Thông tin và Truyền thông phải khẩn trương hoàn thiện, nâng cấp hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, đảm bảo an ninh, an toàn hạ tầng kỹ thuật đối với các hệ thống công nghệ thông tin của tỉnh, xây dựng kho dữ liệu điện tử cá nhân, tổ chức hoàn thành trong cuối tháng 5 năm 2024. Đây là khâu quan trọng quyết định việc thực hiện hiệu quả đề án, nhưng lại bị nghẽn trong thời gian qua. Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động Thương binh và Xã hội khẩn trương hoàn thành công tác số hóa dữ liệu đất đai, người lao động theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị số 05. Các sở, ban ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, dữ liệu chuyên ngành đảm bảo, chuẩn bị đầy đủ điều kiện phục vụ kết nối, chia sẻ khi có yêu cầu. Ngoài ra, các cấp các ngành cũng cần phải quyết liệt hơn trong mục tiêu, nhiệm vụ về việc xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, công dân số trong thời gian tới.